Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì trưa giờ mình cũng ngoài sông Tiền các bạn ơi. Chiều nay về nghe nói Dũng á, nó cũng bắt được mớ ốc bù đèn á. Nên mấy anh em cũng định chiều nay làm món vừa ăn cơm vừa xương xương. Trời thì cũng đang chuyển mưa nữa. Đang cảnh luôn á, mới có 4 giờ mấy thôi mà kìa nè. Hồi trưa bằng con là mưa cả đó đó, nó động Dũng nè. Quá trời luôn. Chiều nay cái đại ca khen mình có về kịp không nữa, cũng mới xuyên nha nóng rồi đó, cũng tranh thủ về không có lâu rồi. Chắc chiều nè là công việc đâu đó xong hết rồi đó, thì cũng làm gì đó dạng như chú cháu đồ này nọ tụ họp lại không. Phụ nữ thì ăn cơm, còn đàn ông mình thì sướng sướng thử gì chịu nổi. Bây giờ mời cả nhà theo mình về nhà coi mấy anh em mình bài binh bố trận như thế nào nha. Hay cho món ốc bu mà mình nếu mà thí dụ như là mình lột xả nè, hay là mình hấp tiêu á, đó quá nhất là cái món ốc bu mà hấp tiêu á, ngon nhất nắp luôn, thứ gì chịu nổi đâu. Giờ tranh thủ giọt thôi bạn ơi. Hôm nay gãy phần, trời mưa mình gãy phần đỡ tốn, mình mở motor mình xả phần công đồ chuyện. Đây mấy ốc bu nè, con nào nó bành bành ngồi bén à, đậm chắc dân giả luôn, đơn giản mà ngon. Ốc bu đen cho mình giờ chắc cũng khoảng 40-50 ngàn ký rồi, bởi vì mấy người dân ở xung quanh nhà mình khu vực này nè, họ đi vớt ốc bu dữ lắm. Dạ mà mấy cô chú ra mấy cái vườn nào có mương là đều có người ta nhử ốc bu này hết á, ta lấy mít lấy ổi đồ này nọ hư á, người ta dục cái mương á nhử lại nó bu lại mà lấy vợt mình xúc à. Đó thằng Dũng nó cũng mới để miếng ớt vô cho nhả ba cái bùn này nọ ra, ba mà nó cũng đi gạo phân. Này là làm hấp tiêu hả? Đó ông Hồ phải làm nước mắm ấy ra nữa. Cái này mình nướng mà cũng được nữa, mà mình thấy thích ăn hấp hơn. Nướng nó hơi khô quá, còn hấp mình có nước mình hấp nó ngọt lắm. Ồ, bu nào nó cành cành đã ra. Ốc lát giờ kiếm hơi khó cho mình á. Đa số ốc bu mà ốc lát thì trước chỗ mình nhiều lắm, mọi người sau này không biết hiểu sao nữa mà sao nó mất tiêu chứ, còn lại mấy con lên que à, đa số là ốc bù đen không à, chứ hồi đó chúng mình nó ốc lát lắm. Mở cái đèn lên thôi, do trời chứ mưa nó hù. Không giàu nó bán có tiền ham chứ. Tụi gà ổ có giá. Trời với cái đồ đủ mà chín đó mà mỗi lần xẻ ra ăn á, lấy hộp gãi xung quanh của nó ra kìa. Nó quá trời ra đồ đủ. Mọc nhóc chân. Nào bứng trồng bớt. Còn cái đó là cái bụi rau đằng cua. Ủa chứ sao vườn mình dạ vào mùa mưa không? Rau đằng cua dữ lắm luôn. Cái con cua đó mình trộn gỏi thịt bò cái gì đó, ăn cũng ngon lắm. Sáng tao nghe em khen đó mày gì mày đi vớt ốc à? Bởi sáng tao rồi đây ca khen lại ca khen nói mày sáng thấy mày ra sử dụng mày vớt ốc sao vườn á.
bên vậy. Từ từ nào nẻ được chưa? Ông chú Thúc mấy ngày nay rồi mà. Chỗ mình bây giờ ốc đắng cũng không còn luôn hả? Ốc đắng do sau này mình trồng cây ăn trái rồi á, rồi họ xịt thuốc sâu rồi này nọ, biết nó rớt xuống mưa rồi ốc đắng mất tiêu, không thấy con nào. Ốc đắng bây giờ chỉ có mấy cái mương mà tao nuôi cá ngoài sông Tiền á, mình mới còn thôi, chứ bây giờ mấy cô chú mình đi cái khu vực chỗ mình ở huyện Châu Thành mình kiếm ốc đắng cũng hơi khó khăn á. Mấy khu vực này trong gần ruộng thì vẫn còn, nếu còn mấy ruộng nào mà không có ruộng nữa thôi thua, chứ con không ra. Ông Thủ rồi, nó làm món cho hả? Hồi nãy gì mua à? Ừ, mình nhúm lớn đi. Thu sau này cái bầu cũng bự luôn anh. Nên clip này giờ để cho đầu bếp chính là Dũng nấu đi. Đầu bếp Sài Gòn. Không thấy cái cánh mày rau mà là nếu chịu nấu mà nấu ăn cũng ngon lắm, đừng có giỡn à. Ủi hết rồi, ngồi ngoài lấy. Cái gì chứ nhà mình củi thì bao, có bếp ga nhưng mà không biết xài bao nhiêu tháng mới hết được cái bình ga. 5-6 tháng, thường là nó nấu bếp củi không? Tiết kiệm. Đã đường nào hay đồng đó. Nói chứ dưới quê nhà nào cũng vậy, chứ cái thu nhập nó đâu có được giống như ở thành thị nước ngoài. Bởi vì ở dưới quê mấy cô chú thấy dưới vườn được nhà chồng cả đống cả làng vậy nè, chứ cái này không phải mình than, nhưng thật sự cái thu nhập nó không có nhiêu chứ. Bởi vì cũng vì lý do đó mà hồi lúc trước á, thường có nhiều cô chú bình luận nói nhà vườn nhóc trơn thì sao mà không chịu làm vườn, mà mình chú Thu đi quay clip này nọ. Thì thấy chứ đối với ở nước ngoài ha, là trên thành thị rồi ha, được 2-3 công vườn thôi bán cũng tiền không phải không, nhưng mà ở dưới quê nó khác lắm, nó không giống chợ vậy. Quê này mình trồng cây ăn trái chứ nó nói với chồng bây giờ thì chứ nội chi phí mà đám tiệc không cũng hết rồi. Nhưng mình bắt tư mình cũng bển cũng vậy, trồng ổi trồng bọng lụm tùm la đó, mà nhiều khi á tới tháng là không đủ tiền đi đám tiệc luôn á. Ổi này như thí ví dụ bây thề buổi hiện tại 12-13 ngàn ký á, rồi sống được tức là 8 ngàn gắt lần á, cũng kiếm được 2-3 triệu bạc. Nhưng mà rơi vào mấy tháng kia có 1 ngàn mấy 2 ngàn 3 ngàn ký toàn là lỗ tiền phân rồi này nọ, công rồi mua bột xốp này nọ, nó mình đắp hoài mấy cái tháng này nè, bây tâm đâm ra là nó không có dư giả là vậy đó. Rồi đó với nhà vườn trồng nhiều cây ăn trái khác nhiều khi cũng bết bát, như rồi như đại khen với mình bên mình cũng vậy nè, trồng sầu riêng đó mua cũng bộn tiền luôn, vậy trồng cũng ra ôn ra hồn vậy đâu, lỗ tiền cây giống rồi tiền phân thuốc tùm lum chứ. Nhưng khen trồng năm mấy gỗ cũng đốn trơn cái sầu riêng luôn. Mình trong khi thời gian đó một năm mấy mình tốn tiền này tiền nọ để vô cho nó rồi cũng gột rồi cũng đốn đó. Còn mấy cây sầu riêng bên mình nó cũng còi cọc luôn, mới làm vườn nó nói chứ cũng chua lắm, không phải giỡn ăn đâu. Còn mấy cô chú biết không, như ở chỗ mình nè là ruộng là không mướn, là không cho không ai chịu mướn luôn á, ruộng á một phần bây giờ như là ông trai rồi, cái trẻ nè họ thích lên Sài Gòn họ làm lương cao hơn, thu nhập cao hơn nữa, làm công việc nó trong mát nó khỏe hơn nữa. Bởi vì đâm ra ở dưới quê giờ thì còn ông bà già không à, mà ông bà già bây giờ liền gì vườn tượng này nọ làm quay qua quay lại sức khỏe đâu còn như hồi đó, bởi vì làm đâu có năng suất cao đâu. Như ruộng mình chổng còn 2-3 công đồ chổng mướn cho người ta mướn mà người ta không chịu mướn nữa đó. Với điều kiện là bây giờ mình nói là ông già mình nói là bây giờ cứ lấy ruộng đó làm đi, rồi nếu mà được mùa thì đưa ổng 2-3 giỏ lúa để về ổng cho gà ăn nữa. Vậy mà người ta còn không chịu làm nữa đó, rồi sợ lỗ. Cô chú ấy giờ nó nghịch đầy với chuyện hồi xưa không, nghịch chuyện lâm. Cái này mình lột sơ chứ hả Dũng? Lột sơ cho nó chóc mài chứ. Khử kia lâu lắm. Chứ khử ra nó lâu lắm mọi người.
này mình luộc sơ cho nó chóc mài ra hết, rồi bắt đầu mình mới làm nước mắm tiêu á, rồi mình chế vô cái con ốc á, bắt đầu mình để lên mình hấp. Chiên thì ngồi khử mài và chiên. Trời ơi, nó nói chứ ốc còn sống này mày đóng vậy mày khử mài biết nhiêu lâu nữa. Biết cũng quảng trái mày. Tôi mới quảng cáo đuổi Sài Gòn mà. Chế nước vô cái này chủ yếu là đâu cần chín hung đâu, nó chóc cái mài ra nó là được rồi. Trời ơi mày bà bản quá, phải nấu nước sôi trước để ốc sau. Trời ơi được rồi, tại vì cái quan trọng là cái hồi là cái mắm tiêu nó mới là cái quyết định. Cái cần này lắm không? Đây mày có nào nấu xong nghiền hồi không còn nào nó mở mẹ hết sao mày? Giờ lên đây coi Thu nó làm nước mắm tiêu nè. Làm gì mà cụp nhanh. Mày xin mày bấm gì vậy? Tổ phi hả? Ủa phi cái gì mày? Phi hồi em làm nước sơ. Hồi chỉ việc chế với con ốc và anh hấp sơ lại thôi. Vậy tao tưởng đâu là chỉ có tiêu rồi nước mắm rồi vậy rồi chứ. Nó làm cho nó vừa ăn nó rồi anh chế vừa. Làm thì cũng ở phi thì cũng đường nước mắm cái món này thấy đơn giản nhưng mà sự ăn rất là ngon. Bây giờ mấy cô chú qua mà mấy cái quán mà cóc ở dĩa hè đó, trộn mấy cái món này là thịnh hành lắm á. Cái nếu mà đúng đó là lễ ốc sống anh kia anh hơi anh luộc đi cho nó nhanh, chứ giờ lễ từng con ốc sống nó lâu lắm, hồi xưa là lễ từng con. Đúng rồi, nếu đúng bài là mình phải lễ ốc sống, nhưng mà lễ ốc sống nó lâu. Đây nồi gì đây? Trời ơi đồ chai mẹ mang chai miết đó, Thu nó khử kiểu mà tỏ phi luôn. Rồi, dạo này bà đặt xài mỡ nữa chứ, còn lúc trước thấy toàn là dầu không? Đâu có xài dầu mà, cái này là mua một ít về với nhiều kho á, kho á. Khi mình có cái kho rồi có thể thịt kho kiểu kiểu xa xa có ba cái tép mỡ để vô ăn ngon. Trời ơi, mới để dòng tích tắc thôi mà thơm. Như nước sôi vậy? Cái này luôn đâu có vô luôn, họ phải để miếng đường, nước mắm đó, để tiêu vô rồi miếng tôm ớt cho nó gia vị, nó vừa vừa vậy. Cái nếu mà mình làm vậy mình giống như sốt á luôn ha. Đúng rồi, em làm sốt mà. Cái này dạng sốt luôn. Chứ mà cái dạng cổ điển giống như mình với ba mình hồi đó lúc còn nhỏ làm đâu phải vậy. Vậy nữa là kia. Cái gì vậy? Ừ, dạo này coi cái môi bảo tém kìa đã không? Coi nè, nó có tém rồi. Thôi, thả môi xuống. Thả cái môi xuống. Ừ, làm bà bắt hai miếu hả? À? Bắt hai miếu hả? À? Mới ngủ dậy quạo. Bảo nếu gì rồi mà hung cái cừ kìa. Giờ màu mè quá nó hẹ, cái này dạng như sốt ốc bù đen mà sốt tiêu sốt tiêu đen.
Còn nói hấp tiêu thì nó cũng khỏi phải người nhớ hồi đó mình với ba mình làm đâu phải vậy. Hấp tiêu. Ừ, là. Hấp tiêu nhưng mà em không có làm giống như là muối tiêu ấy thôi, nên ăn nhiều khi nó không ngon. Trước mình làm... nhớ đơn giản mình với ba mình lấy làm nguyên chén nước mắm không? Rồi để bơ đường bột ngọt vô. Rồi vậy quậy quậy quậy, quậy cho tan bắt đầu mình gứa vô cái mạng ốc á. Không mà cái món sốt này là mình húp luôn nó ngọt luôn nguyên cái thân con ốc luôn, cái vỏ á dính vô. Nó bung mày ra được rồi giống. Đây mình hấp nó còn ấy vậy đó, mình hồi để cho nó hút vô nó thấm vô hơn. Càng bung mày lụm gạo à. Út này về mà tại không có thằng em gãy Bình Dương bán nước tương mình nó về nó tại do nó bận làm chứ nó mà về đây nữa chắc như ngày nào cũng lai ra xương xương hết thứ gì chịu nổi đây không biết nữa. Ông về ông già mình nó về có từng lễ thôi mà ông già chịu không thủng với nó thằng em gãy Bình Dương mình. À. Thơm quá thơm quá. Quá thơm quá thơm. Cho ít tương ớt vô. Mấy nào mình tưởng là ốc bu hấp te hấp teo thôi con. Thì cũng dễ hấp teo mà. Nhưng cái này mình làm dạng sốt. Sốt như hấp khác mày. Cho ít nước vô. Vậy chứ em hồi em múc mỗi món cái nhiều lắm nha. Trời nhiều quá cho mày khoảng 4 kg ốc đó. Đâu 4 kg trời. Như đó mà không phải 4 kg à? Mày vẫn chơi hoài thôi. Ốc nó nặng lắm à. Như đó khoảng mấy kg vậy? Hả? À. Thấy không? Dũng gần 4 kg à. Thấy chứ ốc bu mà thấy nặng lắm. Vỏ thì đó mới như là ốc bự mà thấy với mười mấy 20 con là 1 ký á. Ít tiêu đồ vô. Ồ giờ mới nhìn mới hấp dẫn mà. Màu mè qua lá hẹ đầy đủ hết trơn á. Mày chế ốc với gì nghe sột sột hả? Giống? Mày chế ốc với gà hay gì tao nghe sột sột hả? Cái này để nó sạch sạch lại gì không? Cho nó tan đường rồi kia. Lấy cái xửng nó hấp được không? Lấy cái xửng hấp lên đó á Giống. Hay là mày để vô cái thau vậy hả? Sửng không, sửng nó nấu là nước nhớ bỏ. Nếu mà để vô cái sửng nó chảy mà nước gan ốc ra. Bỏ vô cái thao. Bỏ vô cái thao gì đó. Chế vòng vòng té chế chế thì bỏ vòng vòng lên. Cái thao nó nhỏ quá không? Bỏ sửng. Tao chờ đừng không đủ. Hả? Ăn cái gì mà em gâu à? Tém cái mỏ lên cái coi, tém cái mỏ lên coi. Ném mỏ lại bán này coi coi. Cái nào nó ăn được rồi xong lấy gà nó đâu giật lên coi. Vậy là đó hả? Lụm gạo. Ngồi bắt đầu mình sót lại nè. Bà mình cũng nghe bữa nay lấy gai sao không làm nhanh, gỡ phân nhanh dữ trời. Không vô tới kìa. Cái chế nước
ấp bu này mà nếu mà bí mồi quá không? Ăn sáng rồi ăn cơm rồi không có mồi, không có món ăn á, ấp bu này mình lấy mình lỡ ra không được, thay ấp đắng kho xả ớt ăn cũng rất là ngon. Ồ, nhà cái đúng như quê, cây nhà lá vườn cũng khác, xét bên cũng có ớt nữa nè. Còn ở thành thị đôi khi muốn có ớt phải đi ra tập quá, ra chợ rồi mua mới có, còn ở đây xét bên luôn ha, đúng cây nhà lá vườn. Đây mẹ mình nãy giờ cũng đang gắp phân. Hỏi này thì phân nó ít lắm, nó không giống như mấy cây trái khác đâu. Phân gãy nhóc chân nè. Ủa nhiều khi 2-3 tháng trời mình mới gãy phân lặng mà. Còn mấy loại cây trái khác cái vợ dưới quê là phải dùng phân đồ thuốc dữ lắm do mấy con sâu bọ đồ nhiều á. Còn ổi này được cái là mình ít tốn tiền qua cái tiền phân thuốc lắm. Kiểu lấy công mình làm lời á, nhưng mà cực dữ lắm, cực nha. Nó cực hơn mấy loại cây trái khác nhiều luôn á. Mình phải bọc rồi mình lặt lá non để cho nó ra bông rồi xong nó ra trái nè. Cực dữ lắm mọi người, nói về cây trái rồi có ổi này cực công lắm. Kiểu lấy công mình làm lời á. Được cái phân thuốc rồi nó ít hơn mấy loại cây khác khác nên cũng đỡ. Này nó cái mấy cây sầu riêng nè. Riêng này năm trước đó, bên mình với bên anh Khang này cũng trồng mỗi bên 50 gốc. Mà nó cũng còi cọc luôn. Ba mình cũng chay cũng trồng dài trong kia nữa kìa. Đó. Anh Khang thì đợt rồi ông do cái giống sầu riêng Mobikin gì nè. Nghe nó khó bán gì đó, ông ghép hết trơn luôn, mướn người ta ghép á, cưa mấy gốc rồi ghép vô mà cứ gột nó không lên. Không ra một không lên cây luôn rồi mới đốn bỏ rồi trồng một cái loại mới nữa. Còn ba mình thì không có ghép, ông để vậy luôn mà thấy nó cũng còi cọc quá, nó không được tốt. Không một phần sầu riêng này phải có kỹ thuật, nó mấy loại cây trái mà nó về trồng á là sầu riêng này khó trồng nhất nè, kỹ thuật dữ lắm. Nào phân thuốc nó phải bài bản này nọ, cắt kiểu cũng đà điểu hết. Còn ổi này là dễ nhất nè. Ổi này chỉ cần trồng lên khoảng 3 tháng là bắt đầu mình cho trái rồi, tự động mình lặt mấy cái lá non gì nữa, cái đợt tự động mình lặt cái đợt non gì nè, nói gì mình lãi gì ha. Vài lá thôi nó tới cái nhị trên chút xíu nè. Đó. Vậy là tự động thời gian nè, mau đó mọi người, khoảng 5-6 ngày là tự động nó bung ra bông liền à, rồi nó ra trái mau lắm, nó chỉ vậy thôi đó. Còn mấy cây trái khác thì mình phải kích phân, mình phải kích thuốc mà. thì nó mới ra bông, còn ổi là cứ lặt về tự động nó ra bông à. Vậy. Vậy. Ốc gà nước dữ lắm à. Đổ ra ấy mày gạt ra ra vậy. Ủa mẹ gãy phân chưa xong sao nó chưa vô ba? Thì ba vô tới kìa. Ba hái rau gì nữa, hàng gì? Thấy để con thao con rau gì á? Nhũng nó bắt nước bên đây để hỏi hấp mà. Thao nhắm đủ không? Phải tắt đằng tặng lên nó gọn vô mới được, mới đủ à. Cái thao nó hơi nhỏ. Thấy cũng bài bản dữ ha. Chắc lớp nào thì mình gửi lúc đó. Miếng miếng thôi chứ để họ nó mặn cái hồ luôn. Tao sợ không đủ. Không đủ thì làm tiếp. Trời ơi. Mình để giờ ít ít thôi, thấy chứ nó ngồi nó rút vô mà nó đúng nó, rồi nó, mình làm cái này mà mình được cái này là thêm cái nước sốt đó nó ngọt, và thêm cái nước của con ốc thôi nó ra nữa nè. Nó ngọt lắm, hút cái mỗi lần mà hút con nào ráng con đó.
ngọt ngắt ngang gà tây luôn đó. Rồi con quay đầu lại nhìn cái điện thoại kìa, đã hả? Nhìn cái gì vô tay? chớ mắt cái gì hả? Tiến bộ nổ hả? Ừ, mấy ông đó có bô đâu. Trời ơi, mấy xe chạy ổi thôi, chạy tới đâu gom gã tới đó, in nổi. Trời, cũng hấp dẫn luôn. Trời ơi, nhìn hấp dẫn là giỡn mà mày. Chen chen chen. Chen chen chen. Phải không dầu tài? Hả? Trước làm sống lâu lắm. Thôi vô tay nè, có ai kêu nè, hơi 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 nhìn kìa. Nhớ gì còn dâu tay kìa, ẩm phải nhìn mặt. Nhà này chỉ có là bà nó với mẹ nó chứ cũng thù ẩm được à. Ngoại. Qua qua bà ngoại nó ngồi cũng la gì. Còn ông nội thì không có đi cho nên la. Ông nội là ngồi là có chế độ bung. Chung tự động. Không, mày cứ chắc lên đi xong rồi ngồi lấy cái gì chùm lại để con nó ra nước. Hỏi hả? Trên nó ra nữa là nó... Mấy hỏi mà cắt sót rồi thôi, gọi lần sau là thôi hư. Vài bữa mà hái mới được chứ, để vài bữa tới đợt cắt lần sau rồi xong. Tao coi Nữ Hoàng cũng vậy, cái chân châu cái này mà ra mà tiệm là tiền không đó, tại đơn giản thôi, 1 ký rồi 40-50 ngàn, có lúc 60 ngàn ký rồi, không bu á, họ căng cái căng tại vườn luôn nha. Còn ra tiệm này nọ nữa, họ nấu nướng này nọ xong bán bao nhiêu. Ồ, quá trời quá đất bạn ơi, cái này nó ra nước là lặt ngắt à. Nó ra nước lặt ngắt hả? Anh lấy cái bịch hay lấy cái nắp gì mà em gấp tự nó xuống luôn á. Cái nắp là tại rồi. Trời ơi, con thu rồi. Nó sợ nước trong cái thửng mà ngồi đậy nắp nó ra bạn, làm mất đi cái độ ngọt của ốc. Bởi nó bịch là vậy đó. Vậy là cho em lên sửng thôi. Ủa, nhìn cũng bài bản lắm chứ bộ à. Dạ. Ủa, vừa hính luôn chứ bộ. Vậy là chờ đợi cái này chắc cũng khoảng 10-15 phút là đem ra chiến được à. Bạn ốc nãy mình luộc nó sơ nó đã gần chín rồi. Khoảng 10 phút thôi là lụm. Chờ đợi thôi. Khôi 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 mẹ ơi. Được rồi. 10 phút khôi. Wow. Thôi được rồi mẹ ơi. Trời ơi khó quá. Ăn thì nhắc xuống đi. Rồi nhắc xuống nè Dũng ơi. Chắc bữa nay Dũng với ba mình lên ra sương sương quá. Bữa nay ngủ chiến cốt gì đâu trốn trần. Ở trong nhà Dũng á. Dọn nhà đi. Sợ ngồi ra ngoài sân mưa á. Đã đang kịnh nữa trời. Trời đang chuyển mưa đang kịnh. Ấy giờ chuyện ăn không? Ấy giờ chuyện ăn ốc không kìa. Bà chào cả nhà chưa? Chào. Vô hai cho con bước luôn đi. Bữa nay mà bén mà bể kẹo trơn. Mà khen này bạn rồi. Trời ơi, tặng cho ba Khang thùng bia sinh nhật hả? Ừ, ừ. Có tiền hả? Có tiền không? Không. Không có tiền sao tặng?
xanh mà để không đậy lại á, không lạc dữ nữa. Nó đang không đậy lại nước gà hết trơn, nó vô nó nhấp. Làm thử rồi. Lát đi này. Thử một con coi con bự bự coi. Hấp cái. Con nào nó thấm vô. Lật ốc ngon quá không ăn hả? Để cho nước hút luôn. Có salad rồi nè. Như leo rồi nè, cặp vô ăn. Trời, nước này ngọt ngắt ngay luôn á. Để chém nè. Ừ, đó. Chậm như nước mắm nè. Chậm từ đầu vô, trời ơi, lăn lăn nó mới được. Thấy có nước sốt rồi mà. Sốt rồi, không có mặn. Mời cả nhà nha. Cho tay lại ăn nè. Ui, ăn mà, ăn. Trời ơi, bé này nhậu rượu. Năm thì giờ này có ăn cơm mắt leo rồi. Lật tôi giỡn nè. Giao tay giao tài. Ngốc nam. Ốc nè. Bắt đầu. Vậy là giờ chiều tối bả dám ốc mới sợ. Hến bả còn sợ nữa mà. Im quá nè. Đâu tay ơi. Nó mãi con né con sợ nó bị mặn á. Cái vô ốc là nó vừa cứng. Làm cứng lắm vô ốc là nó vừa. Công nhận mình làm cái món ốc bu này mình sốt cho người không? Kiểu sốt tiêu này nè, húp cái nước nó ngọt ngắt ngay luôn á. Thôi vô xuống dưới chạy xe lên nữa kìa. Hồi nãy giờ có kẹo chưa mà đảo tới đảo lui hoài ta. À, ít gì chuyện? Nãy giờ phun có được kẹo chưa? Nãy giờ có kẹo ăn chưa mà đảo tới đảo lui hoài vậy? Con nhận ốc đó mình húp cái nước ngon gì đâu ngon. Sốt tiêu. Ốc này ban ngày bà dám ăn không? Buổi sáng. Bà tử quá bà tử. Tử bị yếu quá. Mày cả nhà nha. Đánh thì lúc nãy cũng gần mà.
Thôi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Phải công nhận là cái món ốc bu mà mình sốt với tiêu luôn. Công nhận ngon thiệt. Hút cái nước ngọt ngắt ngay luôn á. Một phần là nước con ốc á, rồi thêm cái nước sốt mình á, cộng lại bởi vì rất là ngọt. Chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.